Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự động ghi âm sử dụng ở trên điện thoại iPhone chỉ bằng cái thao tác là chạm hai lần vào mặt lưng. Nếu như các bạn muốn sử dụng điện thoại iPhone để ghi âm một cách tự động khi mà các bạn chạm hai lần vào mặt lưng điện thoại iPhone thì điện thoại iPhone của các bạn nó sẽ tự động ghi âm màn hình lại. Thì các bạn có thể là làm những cái bước như sau. Bây giờ thì mình sẽ thử chạm hai lần vào mặt lưng điện thoại iPhone của mình. Các bạn thấy là khi mà mình chạm hai lần vào mặt lưng điện thoại iPhone của mình thì điện thoại iPhone của mình nó đã kích hoạt cái chế độ tự động ghi âm và điện thoại của mình nó đang ghi âm như thế này. Bây giờ mình muốn kết thúc ghi âm, mình chỉ cần bấm vào đây. Lúc này thì cái bản ghi âm của mình nó sẽ được tự động kết thúc và mình có thể nghe lại bất kỳ lúc nào. Các bạn thấy là khi mà mình chạm hai lần vào mặt lưng điện thoại iPhone của mình thì điện thoại iPhone của mình nó đã kích hoạt cái chế. Và nếu như mà các bạn muốn tự động ghi âm trên điện thoại iPhone bằng cái thao tác là chạm hai lần vào mặt lưng thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đầu các bạn sẽ mở lên. Ở đây thì mình đã tạo một cái ứng dụng viêm tắt và mình sẽ xóa cái ứng dụng này đi. Bây giờ mình chọn là phần là chọn. Mình có thể là sửa tên cái tác vụ này thành là ghi âm nhanh. Mình chọn là phần là thêm tác vụ và mình gõ vào chữ là ghi âm. Ở đây các bạn chọn là phần là tạo bản ghi và các bạn nhấn vào phần xong. Tiếp theo các bạn sẽ thoát ra ngoài. Các bạn sẽ vào phần cài đặt trên điện thoại iPhone cho mình và tìm đến mục là trợ năng. Ở trong mục trợ năng này các bạn chọn là phần là cảm ứng và các bạn vuốt lên. Các bạn chọn là phần là chạm vào mặt sau. Ở đây các bạn sẽ chọn cái thao tác là chạm hai lần và các bạn vuốt lên. Nó sẽ có cái mục là phím tắt ghi âm nhanh, các bạn bấm vào đây. Lúc này thì các bạn đã kích hoạt thành công cái tính năng đó là chạm hai lần vào mặt lưng để ghi âm trên điện thoại iPhone. Các bạn chỉ cần bấm hai lần vào mặt lưng. Lúc này điện thoại iPhone các bạn nó sẽ mở cái chế độ ghi âm và nó sẽ tự động ghi âm tất cả những cái cuộc gọi cũng như là tất cả những cái lời nói hoặc là những cái âm thanh. Khi mà các bạn để chiếc điện thoại iPhone lại những cái nguồn có âm thanh thì nó sẽ tự động nó ghi lại. Và các bạn có thể kết thúc bằng cách là bấm vào. Sau đó các bạn nhấn vào phần kết thúc và các bạn có thể nghe lại bất kỳ lúc nào. Điện thoại iPhone các bạn nó sẽ mở cái chế độ ghi âm và nó sẽ tự động ghi âm tất cả những cái cuộc gọi như là tất cả những cái lời nói hoặc là những cái âm thanh khi mà các bạn... Và trên đây chính là cách để chúng ta có thể là ghi âm nhanh trên điện thoại iPhone bằng cái thao tác là gõ hai lần vào mặt lưng.